cải thiện thể chất không? Có không? Rồi mở bung cái chân đó nè, mở bung cái đầu, mở bung cái bụng ra thì chúng ta biết cái bụng ta giống như một túi lớn, nguyên cái bụng nè, giống một túi lớn. Trên túi lớn này á, nó giống như túi lớn á, trên túi lớn này nó bị một cấu trúc, các chị thấy sợ nè, móc từ cái dây chằng tròn đi tới rốn, người ta gọi cấu trúc này là cái dây chằng liều. Thì cái dây chằng liều nè, nó mới chia cái túi lớn này, nếu mà lấy cái vạt da chúng ta phủ lại thì đây là rốn, các chị thấy đây là rốn, cái vạt da chúng ta lật lên trở lại, cái rốn nằm ở trên này, đẩy vô trong đây, thì cái dây chằng liều nè sẽ chia cái túi lớn đó ra thành hai ổ, một cái ngăn ở phía bên phải và một ngăn phía bên trái. Mở ra chúng ta chưa làm gì hết, chúng ta mới thấy cái dây chằng liều này chia túi lớn ra thành hai ngăn, nhưng mà hai ngăn bắt đầu từ cái rốn này chạy ngược lên tới cái gan, chạy ngược lên tới gan. Ở đây chúng ta thấy thêm một cái vùng nữa, à, chúng ta thấy thêm một cái thùy trái của gan, ở đây chúng ta thấy được cái thùy phải của gan, chúng ta thấy mặt trước của toàn bộ mặt trước của dạ dày, và chúng ta thấy luôn một phần bên đây là của cái kết dạ ngang, à, kết dạ ngang, chúng ta thấy đây là kết dạ ngang, phủ xuống dưới đây này, chúng ta cũng chưa mở gì hết, phủ nguyên một cái tạm xuống dưới đây, ta có thấy nguyên cái vùng đó là cái mặt thôi, à, cái mặt nó lớn, à, mặt nó lớn hiện tại người ta được xem nó giống như là một cái mặt nó lớn, người ta được xem nó giống như là một cái cơ quan, cơ quan. Vì vậy á, ở đây chúng ta có thêm một cấu trúc nữa, người ta còn gọi cái cấu trúc này, người ta còn gọi nó là cái tam giác lớp B. Tam giác lớp B là một cái tam giác được giới hạn bởi bờ dưới cái cạnh phải của tam giác đó là bờ dưới của gan, cái cạnh trái này là hạ sườn, còn một của cái hạ sườn trái, và cái bờ dưới của tam giác lớp B này là một cái đường thẳng đi ngang qua bờ dưới của bờ sườn. Vì vậy cái tam giác lớp B này thể hiện cái gì, là nếu mà cái lồng ngực của chúng ta, hai cái lồng ngực của chúng ta, hai hạ sườn của chúng ta mình được đốt vô, mặt cái bờ dưới của gan này to ra thì nó sẽ che lấy toàn bộ mặt trước của dạ dày, làm cho cái vùng chúng ta nhìn thấy nè, cái vùng ở mặt trước dạ dày này sẽ bị nhỏ trở lại. Đó là cái gì thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đây chúng ta thấy được cái kết dạ ngang, thì cái kết dạ ngang đó sẽ được dính vào trong cái thành phần sau bằng một cái rễ, người ta gọi là rễ mặt dạ kết dạ ngang. Thì cái rễ mặt dạ kết dạ ngang này nè, chúng ta thấy nguyên cái mặt dạ cái kết dạ ngang này nó giống như là cái tường thành đó, nó sẽ chia cái túi lớn này thành hai ô nữa, một cái ngăn nằm ở phía trên của cái rễ mặt dạ kết dạ ngang thì chứa những cái tạng nằm ở phía trên rễ của mặt dạ kết dạ ngang. Thì những cái tạng nằm ở phía trên rễ của mặt dạ kết dạ ngang gồm có gì, gồm có gan, gồm có dạ dày. Nhìn từ đây chúng ta thấy gồm có gan, có dạ dày, và ở phía dưới này nè, từ cái kết dạ ngang này đi ngược cho xuống nguyên bộ này nè, thì toàn bộ này được xem như là tầng dưới của mặt dạ kết dạ ngang, tức là chúng ta chưa có làm gì cả, chúng ta mới mở ra vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta mở bên bụng ra, chúng ta chưa can thiệp gì hết, thì chúng ta thấy được một phần này là bờ dưới của gan, hầu như là cái thùy trái của gan hay bờ dưới của gan che toàn bộ gần như là mặt trước của cái mặt trước của dạ dày. Sau đó chúng ta mới làm một cái thao tác, chúng ta mới làm một thao tác là chúng ta mới dán cho bờ dưới của gan lên, dán bờ dưới của gan lên. Thì đây là dây chằng tròn, chúng ta thấy đây là dây chằng liền. Thì cái dây chằng liền này nè mới chia cái nãy tôi mới nói các anh chị á, chia cái túi lớn ra thành hai ngăn, một ngăn ở phía bên trái, một ngăn phía bên trái. Cái ngăn đó nó sẽ căng từ lâu, nó sẽ chạy dài từ cái dây chằng tròn cho đến dưới rốn của các anh chị. Bây giờ chúng ta mới lấy cái móc á, chúng ta mới móc vào dưới rốn gan, chúng ta lôi vào dưới gan lên, thì lúc này chúng ta mới thấy được toàn bộ cái mặt trước của dạ dày gồm có đái vị, thân vị, môn vị, hăng vị, tất cả mọi thứ. Cái này thì các anh chị đã học ở đây, tôi chỉ nói một điểm gì trên cái phần đó. Nhưng mà ở đây quan trọng nhất là gì? Ở đây quan trọng nhất là cái vùng này, cái vùng này. Thì cái vùng này người ta gọi với tên là gì? Cái vùng này người ta gọi với tên là cái mặt nó nhỏ. Cái mặt nó nhỏ này nó sẽ căng từ lâu, nó sẽ bám dọc từ cái bờ cong bé của dạ dày, cái bờ cong bé của dạ dày cho đến cái thùy gan. Cái vùng mặt nó bé đó hay người ta còn gọi cái vùng này nè, nó sẽ căng từ đây, từ bờ cong bé của dạ dày cho đến cái thùy gan. Nhìn lên cái vùng này các anh chị có thấy có hai phần. Cái phần đầu tiên nhất là các anh chị thấy là cái phần đầu tiên nhất, cái chỗ này các anh chị thấy nó mỏng không?
nó mỏng một lát. Nào, người ta gọi nó tên là cái phần mỏng. Cái phần phía bên đây nè, gần cái túi mật nè, nguyên cả cái vùng này, ha, nguyên cả cái vùng này, các chị thấy phần này sao? Cái dây, gọi là dây. Phần dây đó trong có cái gì? Phần dây là trong đó nhớ dùng cho trong đầu của tôi, rồi còn cuốn gan. Cuốn gan nhớ dùng cho cái chi tiết thứ hai đó là bộ quả của cuốn gan. Bộ quả của cuốn gan. Bây giờ học bộ quả cuốn gan, tức là nguyên khúc này nè, bộ quả của cuốn gan. Áo phục lâu luôn, không cần nói. Cái cạnh phải bên đây là, bên đây là thùy phải đúng không? Bên đây là thùy phải, bên đây là thùy trái. Thì cái cạnh phải của cuốn gan này là ống mật chủ. Cái cạnh trái của cái cuốn gan này nè, cái phần dày của cuốn gan này nè, thì cạnh trái đó chính là động mạch nhân chủ. Ở phía sau này chúng ta không thấy, lắm có xong hỏi các anh chị coi ở phía sau này không thấy, chúng ta còn thêm một cái tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa nó sẽ nằm ở phía sau, và cạnh phải của nó sẽ là ống mật chủ và cạnh trái của nó sẽ là cái động mạch thùy trái. Cạnh trái của nó sẽ là chân trụ, động mạch chân trụ này, nguyên cái dòng, các chị thấy nguyên dòng. Đó là phần của cuốn gan. Sau đó nguyên cái thành phần này của cuốn gan này nó sẽ nối từ cái phần của cái môn mũi cho đến cái cuốn gan, cho đến đi vào trong cái cuốn gan, phần này là cuốn gan. Thì chúng ta mới thấy được, tôi nói là chưa cắt chưa làm gì hết á, các anh chị mới thấy một điều, người ta mới lấy có một cái que, cái có que không? Cái que ở đây nè, cái que này làm sao? Cái que này người ta thọt từ ở phía bên tay phải đi vào ở phía thọt vào phía bên tay trái. Các anh chị thấy đây là đầu, đây là cái đầu que, đây là cái đít que, các chị lấy thọt vô. Như vậy thọt vô trong như vậy á, thì chứng tỏ là ở phía sau của cái cuốn gan này nè, nó phải có cái khe. Cái khe thì vậy câu số 3 là cái khe Winslow. Cái khe Winslow là được xem như là một cái cửa ngõ tự nhiên để đi vào một cái vùng không gian nằm ở phía sau mặt nó bé. Thì cái vùng không gian nằm phía sau mặt nó bé đó, người ta gọi nó có tên là hậu cung mặt nói. Hậu là phía sau, cung là cái phòng, mặt nói nằm ở phía sau của mặt nó bé. Vì vậy cái khe Winslow được xem như là cái cửa ngõ đầu tiên để đi vào trong cái hậu cung mặt nói. Cái khe Winslow đó được giới hạn ở phía trước, cái khe Winslow đó được giới hạn phía trước là cái cuốn gan. Cái cuốn gan mà khi nghe nói tới cái cuốn gan thì phải nhớ dùng cho bộ ba. Bộ ba đó là gì? Cái cạnh phải là mặt chủ, cái cạnh trái là động mạch nhân chủ và nằm phía sau là cái tĩnh mạch cửa. Ba thành phần đó được bọc lại trong bằng cái mạc. Cái mạc nó lớn, cái phần dày của cái mạc nó xin lỗi, phần dày của mạc nó bé, cái mạc nó nhỏ đó chính là cái cuốn gan. Phía sau của cái cuốn gan đó, cái Winslow đó chính là cái tĩnh mạch của virus, được xem như là cái cửa ngõ đầu tiên. Vì vậy cái cửa ngõ này nè, để đi vào trong cái vùng không gian này, người ta gọi cái vùng không gian đó là hậu cung mạch nói. Hậu cung mạch nói đó để làm gì, hay còn gọi cái trong từ hồi nãy tôi nói mổ bụng ra, chúng ta ví mổ bụng chúng ta là giống như một cái túi lớn, thì cái hậu cung mặt đó này sẽ ví giống như là một cái túi bé hay là một túi nhỏ. Vì vậy cái túi nhỏ thì để làm gì? Cái túi nhỏ này sẽ đi vào một tay và sẽ nằm ở, hay nói khác đi là cái thành trước của cái hậu cung mặt nói sẽ là cái mặt nó bé, phần mỏng của mặt nó bé và mặt sau của dạ dày. Hay nói cách đi, nếu chúng ta tiếp cận muốn phẫu thuật, muốn tìm khám sát lỗ lũng mặt sau của dạ dày, chúng ta phải đi vào cái con đường hậu cung mặt nói. Thì có tất cả là khoảng 4 con đường để đi vào hậu cung mặt nói. Thì cái con đường để đi vào hậu cung mặt nói để tiếp cận ngã mà ở mặt sau của dạ dày theo con đường tự nhiên đó chính là cái khe Winslow. Và cái vùng không gian này chính là cái hậu cung mặt nói. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng, còn lại rất rõ ràng, đây là ống mật chủ, đây là phần dày của mặt nó bé, đây là cái phần mỏng của mặt nó bé, ở đây là động mạch gan trung. Cái lắc lắc màu xanh phía sau này chính là cái tĩnh mạch cửa, và luồn cái quả vô á,
các cái tiến độ tử ngàn à, cho chúng ta thấy rất rõ ràng nguyên cái tiến độ cắt tử ngàn qua đây à, cắt tử ngàn qua đây à, chúng ta có à, đây là phần một cái dây, đây là mặt tối bé, đây là cái phần dây của mặt tối bé, dây của gan, đây là cái bộ ba cửa. Thì cái bộ ba cửa này gồm có gì? Cạnh phải của nó là mặt chủ, cạnh trái của nó là mặt gan trung, cái màu xanh lá cây này phía sau đây là cái tĩnh mạch cửa, còn cái tĩnh mạch chủ dưới á nằm ở phía sau, và chúng ta thoát cái que này đi vào, chúng ta đây là cái kẹo muscle và kẹo muscle sẽ đi vào trong cái con đường của hậu cung mặt tối. Như vậy cái thành trước, toàn bộ cái thành trước của hậu cung mặt tối sẽ là mặt sau của dạ dày và toàn bộ của cái phần mỏng của mặt của bé. Như vậy cái thành sau của cái hậu cung mặt tối trên đây, thành sau của hậu cung mặt tối đây chính là gì? Là cổ tủy. Đó là cái mà cầu mở lên trong thành bụng này, bao phủ bên ngoài là gì? Tất
già, phải già là bụng không? Bao bụng là già. Dưới già là gì? Dưới già là gì? Mỏi dưới già. Lớp mỏi dưới già. Tới cơ của thành bụng, chỗ có ba lớp, ai cũng biết cả. Chéo ngoài chéo trong ngang bụng, phải ba lớp. Là mấy lớp tất cả rồi? Mấy rồi? Mấy rồi? Năm. Chéo ngoài chéo trong ngang bụng. Phía bên trong này chúng ta có cái mặt ngang là thứ mấy, là thứ sáu, đúng không? Mặt ngang là thứ sáu. Vì vậy á, ba cái lớp của cơ chế bụng ngoài kèm theo da và mỡ dưới da, người ta sẽ ví nó giống như cái gì? Người ta sẽ ví nó giống như cái giọt của cái bạn, tức là cái màu sắc. Cái lớp cuối cùng là gì? Cái lớp cuối cùng trước khi vô tới phần mạc á, thì chúng ta có cái lớp mỡ, cái lớp mỡ này là cái lớp mỡ ngoài phần mạc, rồi bắt đầu nó tới phần mạc, phúc là bụng mạc và mạc, hay nói nôm na phần mạc tức là lớp mạc bụng. Thì cái lớp mạc bụng trên đây chúng ta là tức là cái bụng của giáo bạn. Sau đó chúng ta mới lấy mấy cái tạng này, chúng ta mới bỏ nó vô, nhét vô. Thì mấy cái tạng này tức là mấy cái bụng tầm giá sinh tròn, tầm nhét vô. Thì những cái tạng này có một đặc điểm là gì? Những cái tạng này có đặc điểm là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái vỏ của giáo bạn và nó nằm ngoài cái bụng tầm, đúng không? Thì khi chúng ta ẩn nó vô, thì hầu như cái bụng mạc này nó bọc lấy cái tạng đó. Gần như 90% chỉ chưa cái khe nào. Cái khe đó làm cái gì? Phải có khe này tới con. Cái khe này á để cho mặt máu bên đó nó chạy vào trong cái khe này. Rồi giữa những cái tạng này nó nối với nhau thì xung mạc cũng phải che phủ gần như hoàn toàn. Khi nó nối với nhau vậy á, nó nối với nhau vậy thì khi nó bọc ở dưới đây nè, khi nó bọc như này. Nói là khi nó bọc như này các anh chị mới cầm cái cục tạng, cái cầm các anh chị cục tạng, các anh chị làm gì? Các anh chị phải lắc không? Lắc cái di động không? Có thể lắc qua kiểu này, có thể lắc qua kiểu này. Thì cái phần mặt mạc này nè, mà nó dính cái phần mà phụ mạc á, mà nó dính vào cục tạng đó, người ta sẽ gọi nó là cái tên là mạc. Cái phần mà phụ mạc này mà nó áp sát vào cái cấu thành bụng á, người ta sẽ gọi cái tên là lạc thận. Nhưng mà thực sự hai lạc thận là lạc thận một, hai lạc thận rồi. Vì vậy cái phần mà nó dính từ cái lá thành đến lá tạng này, chúng ta cầm cái tạng chúng ta lắc được, thì cái phần mà lắc được á, chuyển động được á, chúng ta gọi cái tên là mặt chèo. Ví dụ để mặt chèo kết chặt ngang, cầm cái kết chặt ngang có thể lắc lên lắc xuống, lắc lên lắc xuống. Cái phần mà nối giữa những cái tạng này lại với nhau, ví dụ như đây là nối từ dạ dày nối lên trên tới gan, phải cái chỗ này không, nối giữa hai tạng với nhau, thì cái phần đó người ta dùng cái tên là mặt nối. Ví dụ ta có mặt nó bé, còn lại mới nói xong, Một cái khái niệm thứ hai nữa, giống như cái tạng nằm ở đây, ở đây là phía trước, đây là phía sau. Ví dụ phía sau này, chúng ta có phía sau này, chúng ta có thận. Ban đầu á, thận hoặc là tủy tạng á, thì cũng y chang vậy, tức là nó bọc lấy một phần. Rồi cầm cái phần này nè, cầm cái tạng này cũng sẽ làm gì? Lúc lắc được. Vì vậy cái gì lúc lắc được thì cái phần mạc đã dính từ cái lá thành đến lá tạng này, cái phần đó người ta gọi là mặt chèo. Nhưng sau đó cái tạng này nè, nó mới thụt ra phía sau và nó dính vào trong cái thành bụng sau. Thì khi nó dính vào trong cái thành bụng sau á, nó dính vào trong bụng sau thì cái phần lá tạng này nè, nó sẽ dính vào trong cái lá thành. Cái phần lá tạng nằm ngay đây sẽ dính vào trong cái lá thành. Vì vậy nếu mà vẽ ra chính xác á, dễ là chính xác thì nó sẽ là vậy. Hai lá đó sau đó cái tạng nó sẽ nằm ngay đây, tạng nằm ngay đó, xong nó sẽ dính vào cái lá này, bọc lấy nhau. Rồi dính tới một bước nữa, hai lá lá tạng và lá thành nó dính nhau thì lúc này ta xóa nó luôn thì lúc này chỉ còn cái tạng. Đúng không? Vì vậy khi có hình tạng như vậy, hình tượng như vậy, tức là mất hoàn toàn luôn cả lá sau, thì những cái tạng này người ta mới xếp nó vô. Đây là phía trước, đây là phía sau. Vì vậy cái tạng này người ta xếp nó vô là cái tạng nằm ở đâu? Cái tạng nằm ở phía sau của mình. Hay người ta còn gọi là cái tạng
thì những cái tạng bị thành quá ở trong bụng ta gồm có cái gì? Thứ nhất gồm có thận, gồm có gì, gồm có cái não bộ, gồm có gì, gồm có cái chính cái kết dạng lên và cái kết dạng ngang. Như vậy khi nó dính vào cái thành bụng sau lại đẻ ra hai bụng sau. Hồi trước đây kinh điển á, ở bên châu Âu thì người ta nói là cho dù cái dính vào trong thành sau thì là cái tạng đó luôn luôn cũng sẽ có hai lá, đó là lá thành và lá tạng, tức là phía sau cái tạng này vẫn có phúc mạng. Nhưng theo trường phái của Mỹ, khi dính vào trong thành bụng sau thì đồng nghĩa với những cái lá đó nó mất luôn, vì vậy ở phía sau đây không hề có phúc mạng gia phụ, không hề có phúc mạng gia phụ, nên nó mới xếp vô là tạng nằm ở phía sau phúc mạng. Vì không có phúc mạng gia phụ nên sẽ không có thủ thuật là người ta sẽ rạch da tiếp cận cái vùng thận, mổ thận ở đâu, mổ sau lưng để gì, đi vào thận, có đi vào cái mổ phúc mạng không? Không, tại vì ở phía sau hoàn toàn không có phúc mạng gia phụ. Vì vậy đồ xem như tạng bị thành quá ở phía sau không thể có phúc mạng gia phụ. Tương tự như vậy, cái tạng nằm ở dưới cái vùng giao thông bé rồi có ba tạng duy nhất, đó là cái gì? Bàng quang phía sau là trục tràng, ở giữa nhét được không vô, thì phúc mạng cũng lại che phủ ở một phần ở mặt trên của cái tạng đó. Vì vậy người ta lợi dụng xâm nhập vào cái tạng đó để không tiếp xúc với phúc mạng bằng cách là gì? Người ta bơm cái tạng đó, ví dụ như bơm bàng quang cho bàng quang nó phồng lên, thì khi nó phồng lên như vậy thì làm gì? Nó đội cái nếp phúc mạng làm sao chạy lên trên và người ta sẽ tiếp cận vô trong một trên xuống một tầng vào cái bàng quang thì sẽ không vô trong cái phúc mạng. Đó là lợi dụng hai tính chất là tạng nằm ở phía phúc mạng và tạng nằm ở phía sau phúc mạng. Vì vậy khi vô trong cái thành bụng á, nhớ dành cho còn có phải lớp da một đi da cái bụng ngoài cái bụng trong, cơ ngang bụng mặt ngang mở ngoài phúc mạng và cuối cùng trung tâm ở phúc mạng. Vì vậy rạch da từ ngoài vô bảy lớp thì xin thưa lá sổ khẩu là cũng phải khẩu những bảy lớp đó, tức là từ phúc mạng can phủ mổ mô phúc mạng mặt ngang cơ chế bụng trong cơ ngang bụng cơ chế bụng ngoài mở dưới da phía sau phúc mạc có cái lá nào không? Chả có lá nào cả. Bên đây là thận, phúc mạc chỉ che phủ ngoặc trước của thận. Phía sau của thận này có lá nào? Chả có lá nào. Tới đây cũng vậy, cũng chả có lá nào cả. Như vậy tụy và thận đã bị dính vào trong thành bụng sau, hai người ta cũng bị là bị thành quá, tức là được xếp vô cái tạng nằm ở phía sau của phúc mạc. Rồi cái đường vẽ là cái đường đi vào cái phụ mặt nó, được phụ mặt nó, chào đó, một con đường thứ hai, các gì mới thấy, đó là tổng thể là, các chị thấy mở bụng ra, phải đây là nguyên cái túi lớn rồi, nguyên cái túi lớn rồi, cái túi lớn này nè sẽ bị càng lên. Ở đây dây chằng lưỡi mông, bờ dưới của dây chằng lưỡi là dây chằng gì đây? Tròn. Móc tới cái đây là phần túi lớn. Cái dây chằng lưỡi này sẽ chia cái túi lớn ra thành hai ngăn, một ô bên phải và một ô bên trái. Rồi vô đây chúng ta thấy đây là cái phần của dạ dày, phần đây là phần dạ dày. Cái mạc này là mạc nó bé, bọc mặt trước của dạ dày, phúc mạc bọc mặt sau của dạ dày, đây là toàn bộ của mạc nó bé. Đây là mạc nó bé. Bờ dưới của dạ dày này sẽ có phần này mạc nó lớn. Mặt nó lớn được xem như nói luôn ra dễ dễ hiểu, và trước đây người ta xem nó giống như là một mặt thì vô trong tôi sẽ nói tới về cấu trúc của mặt nó lớn. Người ta được bây giờ người ta được xem như là một tạng, tức là có chức năng đàng hoàng của mặt nó lớn.
Vì vậy cái mặt nó lớn này nè, cấu tạo của nó gồm có bốn lá. Thì hai lá phía trước nè, hai lá phía trước này là do từ lá trước và lá sau của dạ dày nó tới nó bám vào. Hai lá phía sau của cái mặt nó lớn này là từ cái mặt keo. Các anh chị thấy đây là kết dạng ngang, đây là cái rễ của mặt keo kết dạng ngang, cái vùng này đây là rễ mặt keo kết dạng ngang. Thì cái rễ mặt keo kết dạng ngang này là nó mới chia cái tầng của bụng ca là thành hai tầng, một cái tầng nằm ở phía trên từ trên đây rồi trở lên, thì cái tầng đó người ta gọi là cái tầng trên của rễ mặt keo kết dạng ngang. Thì cái tầng trên của rễ mặt keo kết dạng ngang nó sẽ chứa những cái tạng nằm ở tầng trên của rễ mặt keo kết dạng ngang, rồi có cái gì gan, dạ dày và tụy. Cái tầng dưới của rễ mặt keo kết dạng ngang sẽ chứa toàn bộ gì cái kết dạng, cái hõm tràng, cái hõm tràng và nằm ở phía dưới. Cái đáy của cái rễ mặt keo kết dạng ngang này, cái đáy của cái rễ mặt keo kết dạng ngang này sẽ là cái sàn. Các chị thấy đây là cái vùng không gian, cái vùng không gian này nguyên cho tôi đang răng này là ranh giới. Cái vùng không gian này người ta gọi với tên là cái hậu cung mặt ngón. Cái hậu cung mặt ngón này, phía trước của hậu cung mặt ngón sẽ là mặt sau của dạ dày ha, phần mỏng của mặt ngón bé và một phần của cái mặt ngón, một phần của cái mặt ngón lớn. Rồi mặt ngón lớn, hai lá phía trước của mặt ngón lớn sẽ là trước, lá trước và lá sau của dạ dày. Hai lá sau của mặt ngón lớn sẽ là cái mặt cái lá trước và lá sau của cái theo cái kết dạng ngang. Rồi hai bốn cái lá, hai lá sau này nè là nguồn gốc từ cái kết dạng ngang. Hai lá trước là nguồn gốc từ dạ dày. Hai cái lá này mới dính với nhau tạo nên một cái cấu trúc còn người ta gọi là cái mặt nó. Vì vậy hai lá cấu trúc của mặt nó lớn đó còn có tất cả là bốn lá. Vì vậy để đi vào cái con đường, các đường đi vào trong cái hậu cung mặt nói thì rồi có bao nhiêu đường. Cái con đường thứ nhất á, là con đường người ta được xem như là tự nhiên, có nghĩa là gì, không cắt, không xẻ, không nhấp, không làm gì hết, không phá hủy cấu trúc. Đó là cái mũi tên đen, tức là cái mà bạn mới nói xong chính là cái khe Winslow, cái khe Winslow ha. Một cái con đường tự nhiên thứ hai là gì, đây là mặt mới lớn, cấu trúc mặt mới lớn gồm có tất cả bảy lá. Bốn lá, hai lá ở phía trước là thuộc về dạ dày, hai lá phía sau là thuộc về kết dạng ngang. Cầm, nếu có chúng ta chịu khó phẫu thuật cầm hai lá này, chúng ta tước nó ra thì cái giữa hai lá đó được xem như là cái vùng vô mặt. Khi tước nó ra thì sẽ dần dần từ một khe và cũng sẽ đi vào cái con đường của hậu cung mặt nó. Phải đi vào con đường của hậu cung mặt nó thì cái con đường mà tấp giữa hai lá trước và hai lá sau của mặt nó lớn đó được xem như là một cái con đường tự nhiên, tại vì chúng ta cũng chả có bao giờ chúng ta cắt đứt mặt nào gì còn lại. Vì vậy cái mặt máu của dạ dày á, nó đi đâu? Mặt máu dạ dày nó đi theo hai cái, một là đi dọc theo cái bờ thông bé của dạ dày, một cái là đi dọc theo cái bờ thông lớn của dạ dày. Vì vậy cái con đường thứ hai, con đường thứ ba để đi vào trong hậu cung mặt nói, chúng ta sẽ đánh sập cái phần mỏng của mặt nó bé, đó là con đường thứ ba. Con đường thứ tư để đi vào trong hậu cung mặt nói, người ta sẽ đánh sập ở cái phần ở phía dưới của cái bó mạch dị mặt đối phải, tức là cái bó mạch phía dưới cái bó mạch của cái bờ thông lớn của dạ dày, đó là con đường thứ mấy, 1, 2, 3, 4. Con đường thứ tư, cái con đường kế tiếp để đi vào trong cái nguyên cái vùng không gian của hậu cung mặt nói, người ta sẽ đánh sập vào trong cái phần của cái gì đây, rễ mặt keo cái kết dạng ngang. Đây cái hình này cho ta thấy rõ ràng là phá hủy cái phần mỏng của cái mặt đó đây. Các anh chị thấy đây là chính là cái cuốn gì đây, cuốn gan, phá hủy phần mỏng của mặt đó đây chính là cuốn gan. Ở đây toàn bộ chúng ta thấy được cái gì, đầu tụy, thân và cái đuôi tụy. Ở đây chúng ta thấy được một phần của cái sàn ha, một phần cái sàn, đây là cái sàn của cái mặt đó đây. Rồi có một cái khái niệm ở đây nha, cái phần bên đây người ta đánh sập bằng cái gì, người ta gạch dọc theo bờ cong ba lớn của dạ dày. Các chị thấy gạch
dọc theo một vòng lớp như vậy. Đây là phần dưới của thân, đây là chu kỳ. Các chị thấy đây là toàn bộ quả của cái rễ mặt trên phức tràng ngang. Đây là bám, vị trí bám của rễ mặt trên phức tràng ngang. Chia cái túi lớn ra thành hai phần, là những cái tạng nằm ở phía trên của rễ mặt trên phức tràng ngang. Thì gồm có gì? Gan, dạ dày, lá lách. Nằm bên đây là có một phần của cái cực trên của cái thận. Rồi đây là rễ của cực trên. Rễ ở cực trên của rễ mặt trên phức tràng ngang. Người ta có thể tấn sạch rễ mặt trên phức tràng ngang đi vào trong hậu thiên mặt hậu. Nhưng mà ở đây cho thấy là một phần của cái gì? Cái này cũng là một cái câu kinh điển à. Tức là cái lỗ của túi mật ong. Ta mới biết điều vậy. Trên dạ dày á được cấp mau bởi một phần của động mạch. Tại cái góc của động mạch này nè, động mạch gì? Thông tạng. Động mạch thông tạng có tất cả là ba nhánh thôi. Thứ nhất, một cái nhánh thứ nhất là cái nhánh thủy chạy dài dọc theo một con lối như vậy. Một cái nhánh là động mạch can dung. Động mạch can dung lên đây mình thành chia nhánh ra thành động mạch thủy lão và động mạch can viên. Tức là chạy của mình chạy vô trong cuốn gan dương nhánh và một con cái nhánh còn lại nhánh thứ ba đi dọc theo cái bờ trên của cái cơ nhân thì cái là đó là mặt gì mặt lắc thì cái nó đi dòng ngược trở lên dọc theo bờ trong lớn như vậy vậy đó thì cái niêm mạc á cái phúc mạc nó phủ lên cái gì mạc nó phủ lên như vậy á nha nó chạy dòng ngược trở lên khi phúc mạc nó phủ lên vậy nó tạo thành một cái nếp thì cái nếp cái cạnh ở phía bên trái này nè cái cạnh phía bên trái này là của bề trái, cái cạnh ở phía bên tay phải này là của động mạch ngang chung và cái phần cái cạnh còn lại á, nếu ta dở ra cái hình này, nè trái phải cái cạnh còn lại là dọc theo cái bờ động bé như vậy vậy, đây là bờ động lớn, nó cái dài vậy thôi, thì ở đây phải có nguyên một cái lỗ, ở đây cái đây có cái lỗ, đây cái lỗ, cái lỗ đó là cũng hỏi cho anh chị đó là cái lỗ của túi mật ong hay cái lỗ chính của hậu túi mật ong, nghe thì thấy phức tạp. À, các chị tưởng tượng vậy, các chị có căn nhà đúng không? Căn nhà các chị vô đầu tiên nhất là cái cửa nhà giống như là cái khe cửa sổ. Sau khi các chị bước vô trong cửa nhà, trước cửa nhà các chị có một cái sân nhỏ đúng không? Để các chị để giày dép một con người. Rồi các chị có cái sân nhỏ nằm ở phía trước, xong rồi các chị mới bước vô trong cửa chính đúng không? Để bước vô cửa chính có thêm cái cửa đó, có cửa chính không? Thì cái cửa chính đó bắt đầu bước vô trong phòng khách đúng không? Như vậy vị trí từ cái cửa cổng vô trong phòng khách phải có một cái phòng đệm ở phía trước rồi. Cái phòng đệm mới gọi là gì? Ở phía trước gọi là gì? Tiền. Đúng không? Tiền. Cái phòng gọi là gì? Đình. Đúng không? Cái phòng trước ta sẽ thông vào trong phòng khách đúng không? Tại chúng ta mới nói nguyên cả cái vùng không gian của phòng khách này nè. À, nguyên cả cái vùng không gian của phòng khách này. Từ đây. Nguyên cả vùng không gian của phòng khách này là gì? Như vậy cái cửa chính tức là cái lỗ của túi mật phải cái lỗ chính này tức là cái cửa chính này à, là được giới hạn bởi ra gan chung bị trái và phòng bé như vậy. Như vậy đi ngược trở ra đây sẽ có tên cái vùng không gian nằm đây thì cái vùng không gian đó người ta còn gọi nó cái tên là tiền đình của túi mật tiền ở phía trước đình là cái phòng tức là vùng không gian đó cái vùng tiền đình của hậu cung mặt nó là một cái vùng không gian sẽ được giới hạn trải dài từ cái lỗ của cái túi mật nó từ cái lỗ chính của túi mật nó cái này đi ngược trở ra đây lấy cái que thọc vô lại mới nói xong là cái khe Winslow tới cái khe Winslow được xem như là cái cửa cổng như vậy từ cái khe Winslow cho đến cái lỗ này nè đến cái lỗ này chính cái vùng đó rồi ta phải gọi đó là tiền đình của hậu cung mặt nó. Trong cái tiền đình của hậu cung mặt nó đó sẽ chứa cái gì? Chứa là một cái vùng da đây chúng ta mở ra chúng ta thấy đây hôm nay là gì? Đây là cái cuốn ca, đây là cái khe Winslow màu xanh ta học cùng ha. Lên trên đây thấy hai cái màu đỏ một màu vàng kết hợp với vòi trong bé của gia trì đã tạo nên thành cái lỗ của túi mật nó. Cái lỗ của mặt nó từ cái lỗ của mặt nó chính là đi nguyên cả cái vùng không gian nằm đây này, người ta còn gọi đó là cái hậu cung chính của mặt nó. Từ cái lỗ này đi ngược trở ra tới cái khe Winslow cái vùng không gian này người ta còn gọi nó là tiền đình của hậu cung mặt nó. Vì khi lỗ nó ra ha, khi lỗ cái hình này ra các chị thấy lỗ cái hình này ra thì chúng ta thấy cái màu đỏ này chính là cái động mạch ngang trùng, cái màu đỏ chính là động mạch ngang trùng,
cái lòng mạch nhân dung đây chúng ta có cuốn gì đây, cái cuốn gan này chúng ta có bộ ba, là bên phải là một trụ, bên phải là mạch nhân dung, ở phía sau là tĩnh mạch cửa, còn cái tĩnh mạch xanh xanh này tĩnh mạch phủ dưới, vì vậy cái nằm giữa cái tĩnh mạch phủ dưới cái cuốn gan này chính là cái khe Winslow. Vì vậy từ cái khe Winslow này tới cái lỗ của cái mạch nói thì chúng ta có cái vùng không gian màu xanh xanh giúp việc này, cái vùng này là cái tiền lực của hồ của mạch nói, tiền lực của hồ của mạch nói, và khi chúng ta dở cái ra chúng ta thấy đây là tiền lực của hồ của mạch nói liên quan gì thì sẽ tới vào cam của sở nói, đây rất là rõ ràng về cái sự liên quan giữa cái cho cái hình này nói một phần nghĩ luôn cho cái hình này cho chúng ta thấy được cái gì nhìn thì thấy phức tạp vậy nhưng chúng ta thấy có phương chia làm sao sẵn nói luôn. Thứ nhất đây là rễ của mặt dao tất cả ngang, cái rễ của mặt dao tất cả ngang nó sẽ phân chia tầng trên thành cái tầng trên mặt dao tất cả ngang rồi có gì tủy lách gan dạ dày nguyên cả cái tầng dưới, đây là tầng dưới nguyên cái tầng dưới này nè của mặt dao tất cả ngang này sẽ bị cái gì, sẽ bị rễ của mặt dao cạnh trên chia ra thành hai ngang, rễ của mặt dao cạnh trên này sẽ đi từ cái lóc bên này nè, cái lóc này tức là gốc táo chạy chạy dọc qua băng ngang qua cái đường lửa tới cái khớp cùng chậu phải nguyên như vậy, rễ của mặt dao còn tới khớp cùng chậu phải tới khớp cùng chậu phải, đây là băng chạy dưới đây là bụng thừa, đây là tất cả lên tất cả ngang, bên kia là tất cả xuống, ta nhìn thấy nguyên cái rễ của mặt dao tất cả ngang rễ mặt dao ruột non, vì vậy nguyên cái đống ruột non sẽ bị kết tràng này đóng khung, kết tràng này đóng khung, kết tràng lên kết tràng xuống đóng khung, xuống dưới đây là kết tràng sinh mạc. Các chị thấy một điều là gì, khi người ta vẽ hình này lên á, các chị thấy cái kết tràng hình như bị cái gì, kết tràng hình như bị cái gì, ở đây chúng ta có mặt keo kết tràng lên, nguyên mặt keo kết tràng lên nhưng mà trong cái nó bọc phía trước và phía sau kết tràng hình như cái kết tràng bị dính vào trong cái thành phần sau, vì vậy khi dính vào trong cái thành phần sau á thì chúng ta có làm cái thủ thuật đó là úp ở cạnh dòng của kết tràng lên hoặc kết tràng xuống bóc mặt sau của kết tràng, thì khi chúng ta dở cái lên thì theo trường phái của mình là hoàn toàn ở đằng sau của kết tràng không có một mặt keo phủ, tại vì cái kết tràng lên tức là khúc ngay đây này, kết chặt lên như đây và cái kết chặt xuống như đây và đi hồi nãy nó xong bị thành quả, bị thành quả cho một khối lượng bị thành quả đó là kết chặt lên kết xuống, ở đây chúng ta thấy luôn ở đây một phần nói là phần chân tất, ở đây là cái mặt keo, thì cái mặt ban đầu á nó là mặt keo của cái kết chặt lên và mặt keo của cái kết chặt xuống, nhưng vì cái kết chặt lên và cái kết chặt xuống bị dính vào trong cái thành buộc sau nên toàn bộ nguyên cái tấm mặt keo của cái kết chặt lên và mặt keo kết thành xuống này là nguyên cái tấm mặt này bị dính vào trong cái thành buộc sau buộc đó chúng ta thành một đứa một tờ đó là mặt bên phải và mặt bên trái nằm ở phía hai bên rồi như vậy nguyên cái tấm mặt này nó bị dính nhưng mà tới cái kết chặt xích ma là nó di động nha, như tới đây là cái kết chặt xích ma, ở dưới đây là cái vùng chậu con bé, vậy khi kết chặt xích ma này di động á thì nguyên cái cầm nguyên cái khối kết chặt xích ma này đã di động mà di động thì được định nghĩa là mặt gì, mặt keo, vì vậy mặt keo là có thể lúc lắc được, vì vậy cầm cái kết chặt xích ma này là có thể lật lên lật xuống, lật lên lật xuống, hay người ta quý cái gì, người ta quý cái kết chặt xích ma này ở dưới đây là nó giống như một cái nắp có dùng để làm gì, cái nắp có để đậy đó cái vùng chậu đó. Như vậy rễ của mặt keo ruột non chia cái túi lớn ở tầng dưới, chia cái túi lớn ở tầng dưới của mặt keo kết tràng ngang ra thành hai ô, một ô nằm ở phía bên tay phải và một ô nằm ở phía bên tay trái. Như vậy cái ô phía bên tay phải nè, cái ô nằm phía bên tay phải nè, nó sẽ chấm dứt ngay tại cái khớp cùng của chậu phải, vì vậy tất cả những cái ổ lũng, ổ áp xe, mũ đều phù trú ngay tại cái khớp cùng chậu ở phía bên tay phải, trong khi tất cả những dịch tiết nằm ở phía bên trái của rễ mặt keo cạnh trên là nó đều thông vào trong cái dịch
không xuống tầm, xuống cổ đầu họ. Đó là sự khác biệt giữa cái sự phân chia rễ hoặc treo của non, tức là cái mặt treo cành dơi ở phía bên tay tay bên phải và nửa là phía bên trái, thì nửa phía bên trái nó sẽ thông xuống dưới cái bụng cho con bé, còn phía bên phải sẽ tụ lại ngay tại cái khớp cổ trọng. Thôi nghỉ đi. Cao.